mình thích quà. Mở ra nào. Hy vọng đúng thứ mình ước. Gói bao nhiêu lớp vậy trời? Thật luôn. Ông già đùa mình chắc. Trời lạnh uống sữa nóng đã quá đi. Quà chán chưa từng thấy. Ông già keo kiệt bụng vệ. Giáng sinh an lành nha. Ừ, chắc là an lành. À, ông già Noel. Trời ơi, Green đánh ông ấy chứ gì? Mình chả làm gì, gần như là vậy. Để xem ông ấy có ổn hay không. Ồ, ổn ghê. Ông già Noel chết rồi. Yêu, ghê quá đi. Ừ, công nhận là ghê thật. Ông già Noel chết rồi, nhưng đau buồn thì để sau, phải phá vụ án trước đã. Tìm ra người đã giết ông già Noel nào. Bắt đầu điều tra thôi. Giáng sinh không an lành lắm nhỉ. Vậy là chúng ta có 3 nghi phạm. Nhưng trước tiên phải kiểm tra kỹ xác chết đã. Hẳn là tên sát nhân đã để lại manh mối nào đó. Tang vật đầu tiên đây rồi. Lông xanh. Rõ ràng tên sát nhân không dùng chất khử mùi. Lông xanh này là của ai đây? Màu xanh ư? Không phải mình. Ở đây chỉ có một người có lông xanh thôi. Đúng vậy, Green, bạn đã bị bắt. Gì cơ? Green, bạn đã bị bắt. Sâu chuỗi lại toàn bộ câu chuyện nào. Ừ, nghe xem bạn đã làm gì. Đồ sát nhân. Ông già Noel tặng Green chiếc cốc tầm thường, nên bạn ấy đã nổi giận. Và bạn ấy ngay lập tức quyết định trả đũa ông già râu ria ích kỷ. Đáng đời ông lắm. Nhưng Green vẫn chưa dừng lại. Để trả thù cho hy vọng tan vỡ, bạn ấy quyết định bôi thuốc độc vào cây kẹo mút, rồi sau đó đưa nó cho ông già ngây thơ. Tặng ông nè, ông già Noel. Ồ, cảm ơn cháu nha, Green. Chúc vui, Nicholas. Úp. Câu chuyện là vậy đó. Chính bạn đã giết ông già Noel. Hả? Đúng là không thể ưa nổi. Không không, để mình giải thích đã. Mình sẽ kể lại sự thật mà. Mình vừa uống xong cốc rượu thứ hai và quyết định rót cốc thứ ba. Khi mình sắp lấy được món rượu thơm ngon thì có người nào đó đẩy mình. Mình làm rơi mất chiếc cốc. Đó là chiếc cốc mình thích nhất mà. Đó là thứ tốt lành duy nhất trong cuộc đời của mình. Lại là một mùa Giáng sinh thảm hại. Mình ghét mùa lễ. Lại đây nào, đến lúc nhận quà rồi. Vậy nên khi mình được ông già Noel tặng cho chiếc cốc mới, mình không còn giận nữa. Ngược lại mình rất vui. Cảm ơn ông già Noel. Không có chi, Grinchy Smitchy. Ông ấy đã mang ánh sáng hạnh phúc vào cuộc đời tăm tối của mình. Chứng cứ ngoại phạm đây nè. Green không giết ông già Noel. Vậy thì là ai? Chứng cứ mới. Ngưu dơi. Chính là Wesley và tên đồng phạm. Thiên, Wesley đã giết chết ông già Noel. Gì cơ? Mình có giết đâu. Tới công chuyện với mình. Còn tên đồng phạm nữa. Mình không bỏ cuộc dễ vậy đâu. Chống đối pháp luật sẽ bị tăng hình phạt. Nghi phạm mới là Wesley Adam. Đây là cách bạn gây ra tội ác khủng khiếp này. Bạn không thể tha thứ cho ông già Noel vì món quà vô dụng và cho rằng thế giới này sẽ tốt hơn nếu không có lão già keo kiệt đó. Bạn vẽ ra một kế hoạch, ra lệnh cho Thinh tiến hành. Tất cả những gì Thinh cần làm là tăng tốc hết cỡ để tổng chết ông già đó. Ôi, thật là tàn nhẫn. Wesley đã giết chết ông già Noel. Đúng vậy. Thật quỷ quyệt. Trời 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 trời, mình không có giết ai hết. Để mình kể cho mà nghe. Mình đã chơi rất vui ở bữa tiệc. Nhưng rồi mình thấy đôi giày mới làm chân của mình đâu. Đầu đớn một chút cũng tốt. Nhưng đi còn không nổi thì sao mà nhảy được. Khi mình định đổi từ giày sang dép lê thì nhìn thấy tất của mình bị thủng một lỗ. Để ai nhìn thấy thì xấu hổ chết mất. Làm sao bây giờ? Ngay lúc đó, ông già Noel bắt đầu phát quà. Cảm ơn ông. Các bạn không biết mình vui thế nào khi mở quà ra và thấy đó là một đôi tất mới đâu. Thiên, cậu biết phải làm gì rồi đó. Tất nhiên, mình muốn cảm ơn ông già Noel. Chào, ông già Noel. Ồ, Thiên, sao vậy? Wesley muốn cảm ơn ông vì đôi tất cứu cánh. Không có chi. Mang vừa không? Vừa như in luôn. Chuyện là như vậy đó. Bằng chứng nè. Mình tin bạn ấy. Phải rồi, Wesley vô tội.
Vậy thì tiếp tục điều tra thôi, biết đâu lại có thêm bằng chứng. Phải nghiên cứu hiện trường vụ án kỹ hơn để tìm ra manh mối mới mới được. Cái gì ở đây vậy? Cừu Wally. Ê, dẹp lép thấy mà thương. Nhưng sao nó lại thành như vậy nhỉ? Đúng là khó hiểu. Chính là Amanda. Ai? Bạn điên hả? Cả đời mình chưa bao giờ hại ai bao giờ. Ngồi đi, tội phạm. Bạn sẽ cần chứng cứ ngoại phạm để thuyết phục mình. Đúng vậy. Mình không có giết ông già Noel. Ừ, câu chuyện thế này đây. Đến mình. Gì? Một trái keo. Thật luôn. Tạm biệt bánh quy đi ông già. Cho ông chết nè. Nhờ món quà như thế thì ai cũng sẽ nổi điên lên thôi. Bạn đã bịt miệng ông già Noel bằng cái này, để ông ấy không la hét được. Thật đáng sợ. Amanda là kẻ sát nhân. Không phải đâu. Mình sẽ chứng minh là mình không giết ông già Noel. Mình sẽ cắt bạn thành từng mảnh. Wow, bánh gì mà cứng vậy? Dao xịn của mình. Tới lúc nhận quà rồi. Đến lượt mình. Rồi mình mở quà ra và nhìn thấy chai keo. Có nghĩa là mình có thể dán lại cái dao của mình. Thế là mình cũng tặng quà đáp lễ cho ông già Noel. Ông già Noel tặng ông nè. Wow, cảm ơn Amanda. Quà đẹp quá. Vậy đó, cũng có lý ha. Mình nói thật mà. Nhâm nhâm, cây dao nè. Ừ, khoan đã. Nếu mình thích chiếc cốc thì mình cũng thích quà của mình nữa. Còn bạn? Mình thích mê luôn. Còn đua đó thì sao? Hung thủ đây rồi. Mình thề là mình không có làm. Cậu không thấy có lỗi với ông ấy hả? Đồ sát nhân. Vậy manh mối ở đây là Rudolph, người duy nhất không được phát quà. Đến giờ phát quà cho Rudolph rồi. Ủa, gì vậy? Quà của mình đâu? Là cái túi không mà. Đó là một sự xúc phạm, nên Rudolph quyết định trả thù ông già Noel. Lấy thuốc nổ, bỏ nó vào cái hộp, rồi tặng cho ông già Noel làm quà. Thích vậy. Chúc bay vui vẻ nha. Ha ha, đáng đời ông lắm. Đó, động cơ quá rõ ràng. Đúng vậy, Rudolph đã giết ông ấy. Thú tội đi, đồ sát nhân. Không không, mình không có giết. Mình sẽ kể lại tất cả. Mình cảm thấy bị xúc phạm và định đi giết ông ấy. Mình đã trung thành phục vụ ông ấy trong nhiều năm. Vậy mà đến cả tất cũng không thèm tặng cho mình nữa. Nhưng khi mình sắp cho ông ấy bày tơ lắp lên thì cái ghế lại trống không. Còn ông ấy thì đã nằm chết trên sàn nhà rồi. Chuyện là vậy đó. Thả mình ra đi. Ừ, buồn thật. Này, bạn nên làm gì vậy? Nhưng mình không có giết mà. Thôi, kiếm chỗ nào ngồi đã. Ngồi đâu bây giờ? Áo! Hả? Ông ấy còn sống? Hả? Ý bạn là sao? Ông già Noel chết đi sống lại. Xác sống Noel. Bình tĩnh nào. Ông còn sống. Nhưng mà chuyện là như thế nào vậy? Ai là người muốn giết ông? Ồ, để ông kể cho nghe. Xin lỗi Rudolph. Giảm cân để sau đi. Sao tự nhiên lại tắt hết đèn vậy? Mà thôi kệ. Sau khi ông đã phát quà xong, cảm ơn ông. Không có gì, Grinchy Minchy. Chào ông già Noel. Ồ, Thiên, sao vậy? Ông đã nhận lời cảm ơn từ mọi người. Lúc đó ông đói bụng đến mức có cả núi bánh quy thì ông cũng ăn hết được luôn. Ông già Noel tặng cho ông nè. Cảm ơn Amanda, đẹp quá. Cuối cùng thì ông quyết định ăn chiếc bánh quy thơm ngon. Ông nhầm nhầm, tiêu rồi. Đột nhiên ông bị mắc nghẹn, rồi lăn ra xỉu. Sau đó như thế nào thì mọi người biết hết rồi đấy. Vậy đó, hung thủ chính là bánh quy. Ôi trời ơi, xui ghê. Wow, thật ấn tượng. Cứ tưởng là Rudolph giết ông rồi chứ. À, đúng rồi, Rudolph, ông chưa kịp tặng quà cho cháu. Quà của cháu đây. Tha thứ cho ông đấy, ông già. Lại là một phép màu Giáng sinh diệu kỳ khác. Rudolph, xem trò chơi mới của mình với Wally nè. Wow, nguy hiểm quá đi. Cậu đã hứa là sẽ không bỏ chạy mà. Như có người đang nhìn chúng ta. Em trước, em bị sốt nhầm rồi. Không, chị chứ. Bác sĩ, làm gì đi chứ, năn nỉ luôn đó. Đừng lo, ngồi yên đó.
Amanda, tới liền. Nào, các cô gái không cãi nữa, thưởng thức đi. Ừ, cảm ơn. Ừ, ngon quá đi, theo cô. Nhanh lên. Cuối cùng thì, để đề phòng, nhổ nguyên hàm luôn đi. Bệnh nhân của tớ mà, tớ có bằng nha sĩ mà, dừng lại. Được thôi, tớ sẽ xử cậu sau. Amanda chờ đã, có lẽ cậu nên thả con bé ra. Mơ đi. Nào, cháu đầu ở đâu? Cho cô xem. Một mảnh dầm à? Ồ, kinh dị quá, chúng ta sẽ lấy ra ngay. Cháu đang đi bộ về nhà thì bị ngã, bất tỉnh. Khi tỉnh dậy thì ngón tay cháu sẽ còn đau hơn nữa đấy. Đừng cử động. Nói cháu biết đi bác sĩ, nó nghiêm trọng cỡ nào. Nghiêm trọng dữ lắm. Chúng ta sẽ phải bó buộc. Cảm ơn bác sĩ. Mà khoan, sao cô lại trói cháu? Cháu sẽ biết ngay thôi. Bắt đầu thôi. Nào, nói à. Cháu vẫn sẽ im lặng hả? Tốt rồi, thấy không? Ngón tay đang ở đây. Hê, biến mất. Wow. Bắt được rồi. Ừ, cháu bị sâu răng. Cháu thích đồ ngọt cứng. Đừng lo, chúng ta sẽ không khoan gì cả. Bác có cách chữa trị rất sáng tạo. Cháu sẽ không uống đâu. Chà, vậy thử cách khác. Lấy dao mổ. Đừng sợ, để cắt kẹo xốp á mà. Nghiêm túc đi. Nhìn ấy, chúng ta nhặt một viên kẹo xốp. Rạch cẩn thận rồi đặt viên thuốc vào. Như này. Sandwich này không tệ nhỉ. Ú, cháu thử được không? Tất nhiên thử đi. Kẹo xốp quá ngon. Giỏi lắm. Hết đau răng rồi nhỉ. Ồ, răng của cháu. Sao bác sĩ làm được vậy? Cảm ơn bác. Nghề của bác mà. Có chuyện gì thế? Amanda, vẫn ổn chứ hả? Này, họ đi đâu rồi? Sao giống tiền kinh dị dữ vậy? Bác sĩ ơi, cháu sợ. Cởi trói cho cháu. Lần này chọn cái nào đây ta? Mấy con dao tẻ nhạt quá. À, cái cưa được đó. Chính là thứ mình cần. Này, thả cháu ra đi. Cô bắt cháu làm gì? Hả? Không đời nào. Cháu sẽ giúp cô làm nên những chiếc bánh ngon nhất từ trước tới giờ. Cần có bột mì. Hợp lý. Táo tươi. Không thể thiếu táo được. Và nguyên liệu chính. Nước mắt còn nít. Ý cô là của cháu hả? Hiểu rồi đó. Ôi không. Chúng ta sẽ làm một món ngon tuyệt vời. Chắc cô ấy điên rồi. Mình phải ra khỏi đây. Bột mì đây rồi. Chắc cháu nghĩ đang đi đâu đó. Ồ, đứng yên. Chưa ai thoát được cô đâu. Tóm được rồi. Lẽ ra mình nên buộc nút thắt chặt hơn. Cứu với. Ngồi yên, cứ chạy đi. Giờ cháu không thoát được đâu. Và đừng hét lên nữa. Cứu. Mia, em đang ở đâu? Ai đó vừa hét lên sao? Này, có chuyện gì thế? Mở cửa ra ngay lập tức. Ôi không. Chúng ta mở cửa được không? Không, không thể. Là ba cháu mà. Nếu bà bước vào thấy Mia mất tích, ta sẽ buồn lắm đó. Bé cưng, con ổn chứ? Mia, ôi không, con bé mất tích rồi, còn đâu rồi? Bà sẽ căng thẳng lắm đó, rồi sẽ phải đến gặp bác sĩ tâm lý. Ta nghĩ mình có ý này. Mở cửa ra, bà phá cửa đấy nhé. Mở rồi mà. Mọi thứ ổn, sang nhà vẫn còn nguyên. Mia đâu? Con bé đang ngủ. Đừng đánh thức con bé. À, hiểu rồi. Đến chỗ nó được không? Thưa ông, đồ chơi giảm stress thì sao? Nhìn này, đỉnh quá. Ông có thể bóp như này. Đưa tôi đi, nhanh lên. Wow, cảm ơn bác sĩ. Ba à, ba đợi ở hành lang được không? Được, để ba đi, không làm phiền các con. Wow, đồ chơi giảm stress. Mình đã ước có một cái. Suýt nữa thì... Vậy tiếp theo làm sao đây? Ồ, manh mối đầu tiên đây rồi. Đây là áo khoác thí nghiệm của bác sĩ Amanda. Đúng rồi, nhìn kia. Ồ, hình như có gì đó trong túi. Cái gì thế này? Wally, công thức là một chiếc bánh táo hoàn hảo. Một trong những nguyên liệu là... Nước mắt còn nếp. Ôi không, Mia. Đừng khóc mà, lỡ có người nghe thấy thì sao? Nước mắt trẻ con, thử xem nào. Wow, vị ngon thật nha. Nghe này, ta có thể tìm Mia bằng mùi của con bé. Cháu có đồ của em ấy không? Có ạ, ba lô của em ấy đây, chờ chút. Tuyệt vời, đem nó đến đây. Sao phải kéo mọi thứ ra vậy?
Ôi, một chiếc vớ thật kinh khủng. Eileen, đáng sợ quá. Được rồi, để bác thử. Wow. Wally, bác sĩ có sao không? Mùi hương nồng nàn ghê. Ta nghĩ mình đã tìm ra dấu vết. Phải, Mia chắc chắn ở căn phòng này. Giống như đã chui tọt xuống đất vậy. Wally, hướng nào? Ngửi nào, mình cảm nhận được. Cô bé ở gần đây, có lẽ trên trần nhà. Bác sĩ sao vậy nhỉ? Bác có sao không? Không sao, xuống đây đi. Sao chúng ta lại nằm trên sàn? Dấu chết dẫn tới đi. Không, bác không vào đâu. Chỉ là món đồ chơi thôi mà. Thật sao? Cái gì đi? Cửa sập. Thử xem nào, nặng lắm. Tối đen, ẩm ướt và đáng sợ quá. Nhưng em cháu đang ở trong đó, chúng ta phải giúp em ấy. Vậy cháu đi trước đi. Lấy hộp đựng nước mắt trẻ con. Đây, chúng ta phải đổ đầy tới miệng. Cháu nhỏ xíu mà cái xô lại to. Không, không được đâu. Cô biết mà, cần thêm trẻ con để có một chiếc bánh. Cái này nhé, cháu thấy sao? Được ạ, chắc chắn là cháu khóc được cỡ đó. Chuyện nhỏ, cháu sẽ phải khóc rất nhiều. Nhiều dữ lắm. Ôi, thế lại quá nhiều rồi ạ. Cháu không làm được đâu. Đừng lo cưng ạ, cháu có thể mà. Xem cô có gì này. Cô nghiêm túc sao? Đây là tăm xỉa răng mà. Gì cơ, cháu thấy vui lắm sao? Để xem còn cười được không. Này thì tha hồ sợ. Wow, khá hơn rồi. Nhưng cháu đã mong thứ gì đó đáng sợ hơn. Cũng đúng. Được rồi, cô sẽ nghĩ cách thôi. Này các cậu sợ gì vậy? Mau viết bình luận nhé. Chà, là món gì đây? Nhìn đi, thế còn cái này thì sao? Đỉnh chưa? Khác biệt rồi đó, cháu bắt đầu sợ rồi. Cứu mạng. Khoan, cô có một cuộc gọi. Chờ một chút, alo, phòng khám Amanda đây. Chúc một ngày tốt lành Mia, con gái anh thế nào rồi? Tuyệt lắm, em sẽ đưa điện thoại cho con bé nhé. Đừng mắc gì với bà cháu đấy. Chào ba, dạ mọi thứ đều tuyệt vời. Bye ba. Thấy chưa, mọi chuyện ổn cả, không cần phải lo. Giờ chúng ta tiếp tục nha. Cứu với. Ôi, cái mùi này. Hay chúng ta quay lại trước khi quá muộn. Ồ, thôi mà, bác có một kế hoạch. Cháu cứ đi đón em cháu về. Còn bác sẽ ngồi trên lầu một lát. Hy vọng ở đây không có con nhện khổng lồ nào. Chỗ này kỳ lạ ghê. Nó giống như một phòng tra tấn. Có gì đó sai sai. Hy vọng Mia không sao. Eo ơi, bạn nhện kinh khủng quá. Bác có điện thoại. Là ba của cháu. Mình đang bận mà, cúp máy đi. Đi thôi. Bác sợ. Ở đây có nhiều mạng nhện quá. Bác Wally, đừng run nữa. Hình như có ai đó đang theo dõi bác. Thấy ghê quá. Eileen, cháu đâu rồi? Đừng bỏ rơi bác. Ai vậy? Hết hồn chưa? Lưng của bác. Ôi, khuỷu tay của cháu. Cháu sẽ bầm tím luôn. Đây nè. Có đau không? Đau lắm. Nhìn xem bác có gì này. Băng gạc diệu kỳ này, giúp làm mờ mọi vết bầm tím. Cha, không đau nữa. Cảm ơn bác Wally. Nào đi thôi. Tốt lắm. Bảo rồi mà, sẽ đủ nước mắt tôi. Chịu đựng thêm lần nữa. Được rồi, bắt đầu nào. Cháu không khóc được nữa. Nào, chỉ một chút nữa thôi. Còn có một lọ nữa à. Hay cô làm như vậy nha. Không, thật tình không thể nữa. Wally, cậu làm gì ở đây vậy? Đi cứu em gái cháu, để Amanda bác xử lý cho. Rõ, em có sao không? Em quá chán luôn. Có lẽ tất cả chúng ta nên bình tĩnh lại. Cậu lại phá hỏng mọi thứ. Chờ chút, cưa máy. Đúng thứ mình cần. Một cái cưa máy, thiệt luôn hả? Lấy thứ gì đó mạnh hơn đi. Cậu đang cười sao? Được rồi, thế thì tớ chọn cái rìu. Nhìn nó đáng sợ quá. Còn nặng nữa. Nhanh lên, tớ sắp ngủ gục rồi. Được rồi, vậy tớ sẽ lấy con dao này. Quả quá đẹp và quá nguy hiểm. Không được rồi, hình như em bị kẹt rồi. Điện thoại, bắt máy đi nào. Ồ, là ba đấy. Đưa cho em lẹ lên. Chào ba. Còn khỏe không? Dạ. Này, nhận lấy. Này, trật tự chút nha. Úi, xin lỗi. Ba nói lại đi. Úi chà, tóc của tớ buông ra.
Chờ chút một giây thôi ạ. Chiến đi, trông im lặng. Nhận lấy này. Ui, cái đồ chơi lén. Có vẻ như mình sắp ngủ rồi. Đừng ngủ gục chứ. Nè, tiếp chiêu đi. Gì thế này? Ồ, thật thư giãn. Ồ, nặng quá, nằm xuống sàn đi. Dân, mọi chuyện bên này đều ổn. Ôi không, hai đứa tiêu rồi. Mia, nhanh lên, cúp điện thoại đi. Con sẽ gọi lại ba sau, đứng dậy đi. Ừ, được thôi. Bọn mình phải chạy, nhanh lên. Dừng lại, đến chuồng hả? Tất cả là lỗi của em, chị nói rồi mà, nhanh lên. Mọi chuyện vẫn trong kiểm soát cho đến khi chị xuất hiện. Xin chào. Tóm được rồi, thả cô ra, mấy đứa dầm người rồi. Ồ, ba lô của em nè, cảm ơn chị. Willy, đến lúc đánh thức bác ấy rồi. Còn cô thì sao? Chị có nghĩ điều em đang nghĩ không? Lấy chớ ra nào. Willy tội nghiệp. Gì thế? Ôi, mình mắc ói quá. Chào các con. Chào ba. Không còn đau nữa ạ? Xem răng con nè. Wow, cảm ơn bác sĩ. Đó là gì của tôi mà. Amanda cười lên đi. Dễ chuyện, bọn trẻ trói tớ đó. Đợi chút Amanda. Nào cười lên, rồi tớ sẽ cho cậu cái này. Thôi được, cậu đã thuyết phục được tớ. Bác sĩ Amanda, tạm biệt nha. Hẹn gặp lại. Con gái à, đến giờ về rồi. Dạ, về nhà thôi, nhanh lên. Cuối cùng cũng có bệnh nhân mới. Mình sẽ quàng tớ cây bánh. Bé gái à, đừng chạy nha. Chờ cô thoát khỏi cái bẫy này. Bác sĩ Amanda đến đây. Tới với cô nào. Bắt được rồi. Mình đang ở trong trò chơi. Ui dạ, răng của mình. À tội nghiệp. Không sao, bác sĩ Amanda sẽ giúp em. Bây giờ em sợ lắm. Ngồi đi Lia bé nhỏ. Xong rồi đấy. Thả em ra làm ơn. Còn chiếc răng thì sao? Không, chị không bao giờ để bệnh nhân gặp rắc rối. Cứ thư giãn và tin tưởng chuyên gia. Thư giãn bằng cách nào? Em sẽ sớm ổn thôi. Ai giữ đầu răng vậy? Phải ngăn Amanda lại và giúp Lia. Dừng tay, cậu không thể chữa răng bằng bàn chải trên máy khoan. Đầu tiên thả Lia ra. Như này ổn hơn. Cảm ơn Willy. Giờ tớ sẽ đưa cậu dụng cụ hoàn hảo với mọi nha sĩ. Băng gạc. Nếu vậy thì được. Lia, chúng ta sẽ chữa cho em bằng cách của Willy. Lia vẫn an toàn. Em sẽ sớm khỏe lại như trước thôi. Trời, mình khiến nó tệ hơn. Nhưng răng của em thì sao? Willy, đưa em ấy về phòng bệnh. Em gái, mình phải cứu Lia. Mình cũng phải vào trong game. Ôi da. Phòng cậu ta ở đâu? Nó đây rồi. Mình sẽ đến cứu em gái. Ôi, ôi chao. Cuộc phiêu lưu không suôn sẻ chút nào. Úi, xin lỗi, quên để lại biển báo ở đây. Amanda, cậu gọi tớ hả? Trời, sàn nhà ướt quá, để tớ giúp nhé. Em gái mình ở đây. Úi, chân bị bầm tím rồi. Ôi, đau quá. Tuyết, có tìm bệnh nhân. Cậu thật may mắn, chúng ta sẽ giúp cậu ngay. Ngồi đi, cậu đang ở bệnh viện tốt nhất thế giới ảo. Và tớ e rằng chúng ta phải cắt đứt nó. Cái gì? Ồ, cậu cũng ngồi ổn định rồi. Cậu muốn cắt bao nhiêu? Chắc là nhiêu đấy. Không, thế nhiêu đây. Đừng. Cậu nói đúng, càng nhiều càng tốt. Đừng cắt gì cả. Thư giãn. Không bật được. Nó bị hỏng rồi hả? Ôi trời, không thể để Amanda đạt được kế hoạch. Được rồi, vậy bắt đầu phẫu thuật nhé. Dừng lại. Tránh ra lồng quắng. Cưa không ổn đâu, cậu cần một dụng cụ khác. Cậu nói phải, đồ ăn chay. Suýt nữa mất cái chân rồi. Đừng lo nha, tớ biết cách tuyệt vời để chữa vết bầm. Cậu đợi tớ một chút. Ôi không không không, chúng ta đã hết lá. Đất cũng đã khô. Lấy nước ở đâu ta? Biết rồi. Cậu có thể làm được Willy vì lợi ích của bệnh nhân. Một bụi cây tuyệt đẹp. Chiếc lá hoàn hảo cho đầu gối của Mia. Mia, tớ có cách chữa rồi. Đầu gối của cậu đã được cứu. Được rồi, dụng cụ nào là tốt nhất? Kéo làm dương nhỉ? Chúng ta bắt đầu phẫu thuật nhé.
không, không, tớ ổn. Tớ có thuốc rồi, thấy không? Tớ còn có thể nhảy luôn. Thế lần sau cắt nó vậy. Cảm ơn Willy, cậu đã giúp tớ. Lia đang đợi cậu đó. Đứng lại. À! Cậu nghĩ cậu đang đi đâu hả? Ờ, có đâu, chỉ đi loanh quanh thôi. Ờ, ừ. Bao nhiêu là gai? Tuyệt lắm. Tớ biết cách giải quyết chuyện này. Chiếc kìm này quá nhỏ và vô dụng. Mình nên đi. Vẫn cần thứ gì đó hiệu quả hơn. Ôi, món này hay ho. Cha, đưa lòng bàn tay của cậu đây. Làm ơn đừng, làm ơn. Thư giãn đi. Giờ sao đây Willy? Đã đến giờ ăn trưa, chắc cậu sẽ nấu món gì đó hả? Tớ không ngại ăn một chút đâu. Quang hô, thành công rồi. Mình sẽ nướng bánh táo đặc trưng của mình. Tưởng đầu tay của tớ sắp toan rồi. Chà, với những chiếc gai như này thì vẫn còn phải xử lý. Tớ có một thiết bị. Được rồi, chính là nó. Máy rút gai, lên. À, tắt nó đi. Nó mạnh quá. Úi trời, nhầm chế độ. Mia, cậu ổn chứ? Suýt ổn. Chúng ta cần cái nhẹ hơn. Chà, như này ổn hơn. Wow. Chà, cậu cảm thấy thế nào? Hoàn hảo. Hãy chữa bằng thuốc sát trùng. Tuyệt, cảm ơn cậu. Bánh táo ngon nhất thế giới đã sẵn sàng. À, thơm bát ngát. Nhưng mình sẽ ăn nó sau. Mình còn nhiều việc quan trọng hơn phải làm. Ưu tiên bệnh nhân. Hãy giải quyết mấy chiếc gai của cậu nha. Đưa lòng bàn tay cho tớ. À, dừng lại, đừng làm thế. Lòng bàn tay của Mia vẫn ổn. Bọn tớ đã lấy gai và chữa vết thương rồi. Được, nhưng cách của tớ tốt hơn. Tớ vẫn phải chữa cho cậu ấy. Nhưng làm sao? Biết rồi. Sao không đãi Mia một chiếc bánh với đá? Công thức từ tác giả của mình. 1, 2. Lòng bàn tay của tớ vẫn ổn rồi. Mia, ăn một miếng bánh tuyệt vời này đi. Chà, tớ thích bánh táo. Tớ cũng vậy. Bỏ móng guốc ra đi, Willy. Cô gái tội nghiệp bị đau họng. Tớ biết cách giúp cậu ấy. Hỗn hợp khó chịu nhất cho chứng đau họng. Cái gì? Loại thuốc yêu thích hết rồi. Mình phải làm một loại mới. Trước giờ mình chưa từng làm. Nhưng mình không nghĩ nó khó tới vậy. Cậu ấy có biết mình đang làm gì không? Chúng ta cũng cần chất lỏng màu xanh lá. Đừng quên chất lỏng màu xanh lam. Nghì lắm nha. Xong rồi, bây giờ tớ sẽ tiêm và cậu sẽ bình phục. Khiếp, đừng tiêm tớ mà. Chữa cổ họng cho cậu nhá. Ba, còn tệ hơn cả việc xén lông cừu. Chỉ một phát thôi. Rùi, không được có rùi trong bệnh viện. À, tới đây, kẻ mang mầm bệnh. Dù sao ngươi cũng không thể thoát đồ hà mã có cánh. Cậu ấy rất sợ hãi. Làm cậu ấy vui thế nào đây? Đúng rồi, chúng ta có chậu cho các cô gái. Chỉ cần tưới nước cho đất. Ồ, hỗn hợp qua mà đạt được đó. Dạ, hiệu quả nhanh ghê. Mình muốn về nhà. Mia, cái này tặng cậu. Cảm ơn Willy. Uống siro đi. Không đợi nào. Không uống siro sẽ không thể sớm bình phục. Nhưng có một mẹo giặt. Lon coca sẽ biến thành một lon siro. Mia, cứ tự nhiên nha. Ồ, coca. Cảm ơn cậu. Đây là hương vị mới hả? Tớ thích lắm. Cổ họng không còn đau nữa. Đưa con ruồi này cho các nhà khoa học. Còn cậu ngồi xuống. Kiểm tra thị lực nào. Vậy đây là chữ gì? Chuyện nhỏ mà, chữ E. Vậy chữ này? O. Đúng rồi, tốt lắm. Hãy đeo kính vào. Tại sao? Tớ có thể nhìn rõ. Thôi. Oh wow, tớ thấy gấp đôi luôn. Hai Amanda là quá rồi. Tớ có thể đọc mà không cần kính. Ai là bác sĩ ở đây hả? Được, tớ có lựa chọn khác. Hãy đeo chiếc kính này vào. Wow, chất đó chứ. Nút này là gì vậy? Không, đừng nhấn nó. Tại sao?
Chà, đây là sức mạnh. Úi, tớ đã nói gì với cậu? Được rồi, tháo kính ra đi. Ok con dê, tốt hơn rồi, bây giờ hãy đọc dòng này. Thích video này. Đúng vậy, chúng ta sẽ buồn nếu không có họ. Vì vậy, chúng tớ sẽ đợi lượt thích của các bạn. Tiếp tục, giờ đọc phần này. Lila, chữ in rất nhỏ, từ đây tớ không thể đọc được. Vậy nó nói gì hả? Là, không thấy. Biết ngay mà, cậu cần đeo kính dày. Tớ có kính phù hợp đây. Mọi thứ đều mờ ảo, lẽ ra nó phải như này sao? Phải, cậu sẽ quen thôi, nhưng trong lúc đó hãy đi với tớ. Úi da, chàng cậu có bị thương không? Nên kiểm tra xem có bị gãy xương không, thú vị quá. Không dễ chịu chút nào.